Dạ con kính bạch sư, sắp tới con có dự định mở một nhà hàng chay. Con có ý định bổ sung một số loại đồ uống làm từ hoa quả ngâm đường, và kombucha là một loại giấm trà có ga và cồn nhẹ nhưng được biết là có lợi cho sức khỏe. Con không biết việc làm của con có phải chánh nghiệp không? Việc con sản xuất và tiêu thụ những loại thức uống con đã đề cập trên, nếu dùng với tâm niệm tốt cho sức khỏe thì có phạm giới hay không? Và trong lúc chế biến con sử dụng một loại rượu dùng để nấu ăn tên gọi là mirin thì có gọi là phạm giới không? Thứ nhất là các loại hoa quả ngâm lên men thì được tính là rượu. Và cái mà quý vị nói có ga và cồn đó thì cũng được tính là rượu thì sử dụng là phạm giới. Mình chỉ sử dụng để chữa bệnh. Trong trường hợp sử dụng để chữa bệnh thì vẫn phạm giới nhưng được xem là nhẹ hơn so với sử dụng nhằm mục đích để giải trí. Nhớ chỉ được xem là nhẹ hơn chứ sư không nói là nó nhẹ nha, sư không nói nó nhẹ, sư chỉ nói nó nhẹ hơn. Và đương nhiên cái việc dùng để chữa bệnh không bao gồm trong việc dùng để có sức khỏe. Nhớ, dùng để chữa bệnh khác với dùng để có sức khỏe. Hai cái này khác nhau ạ. Và khi nấu ăn thì quý vị sử dụng rượu để chế biến, nếu như nó mất đi tính chất của rượu ha thì khi đó không có phạm giới. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.